Đây là Lydia, cô có sở thích cho bạn trai ăn bánh kép và nướng khoai giúp anh ta mỗi ngày. Trong khi hai người đang mải mê làm chuyện cơm chó thì bà chủ nhà đã gõ cửa. Lydia lập tức tiễn dòng bạn trai về nhà bằng đường cửa sổ vì chủ trọ không cho phép đàn ông đến đây. Sau đó cô mở cửa ra gặp bà chủ. Thì ra bà ta chỉ dẫn một người phụ nữ khác đến gặp Lydia chứ không hề biết cô dẫn trai về nhà nướng bánh kép. Còn người phụ nữ lạ mặt muốn Lydia minh oan cho con trai mình là Vito. Có người đã tìm thấy xác của vũ công múa Balea lay trong một cái hòm ở phòng đạo cụ và cảnh sát đã bắt Vito sau đó. Thế là Lydia nhanh chóng đến nhà tù gặp thân chủ của mình. Vildet muốn Bicho thú nhận rằng có đeo bám và sát hại Alay theo cáo buộc của cảnh sát hay không. Bicho buồn bã trả lời anh ta rất yêu Alay nên không có lý do gì để giết cô ấy cả. Chưa kể Alay đã hủy hôn sự với hầu tước xứ Selemon để đến với mình, Bicho cho rằng cảnh sát bắt anh đơn giản là vì trước ngày tìm thấy xác của Alay. Anh đã đến nhà hát để vẽ tranh cho cô ấy như mọi khi, nhưng hôm đó anh không hề thấy Alay đâu cả. Chủ nhà hát thấy Bicho trông khá là nhà quê nên đã đuổi anh về. Sau đó Lydia đến gặp thẩm phán để xem hồ sơ. Thẩm phán cho biết tướng Valay đã báo con gái mình mất tích vào ngày 2 tháng 11 năm 1883. Sáng hôm sau nhà hát phát hiện phòng kho bị khóa, chìa khóa không cánh mà bay. Họ liền dùng chìa khóa chính mở phòng kho và phát hiện thi thể Alay. Vì Bicho đã theo đuổi Alay rất lâu, anh ta gửi hoa cùng ảnh khỏa thân vẽ Alay đến cho cô ấy nên cảnh sát kết luận Bicho là kẻ biến thái đã giết Alay. Đúng lúc này công tố viên cũng đến nơi. Vì tên này cùng xã hội lúc bấy giờ rất xem thường phụ nữ nên Lydia không muốn nói chuyện với hắn ta. Cô tiếp tục hỏi thẩm phán rằng đã làm thủ tục lấy dấu vân tay tại hiện trường chưa. Nghe vậy tên công tố viên liền sỉ nhục Lydia. Hắn nói rằng phụ nữ tham gia ngành luật đúng là một điều sỉ nhục cho đàn ông. Lydia không hề chấp tên già trâu này mà nói chỉ có những đứa sợ thua mới sửa như vậy. Đến đây thẩm phán chốt hạ không có thời gian nên ông không ra lệnh lấy dấu vân gì đó. Phương pháp lấy dấu vân tay vừa được công bố 6 tháng trước nên có lẽ thẩm phán không hề biết nó là cái quần què gì cả. Lydia cũng không thể chửi thẩm phán óc chó, cô liền yêu cầu ông ta cho mình đi kiểm tra thi thể. Tiếp đó Lydia đến nhà xác, người đẹp phát hiện Alay không hề đeo nhẫn đính hôn trước khi chết và không có vết đeo nhẫn chứng tỏ Alay đã không đeo nó từ lâu. Tối hôm đó Lydia trở về nhà thì được bà chủ đưa cho một bức thư, khi đọc xong bức thư người đẹp đã vô cùng tức giận. Thì ra đó là thư khiếu nại của tên công tố viên về việc Lydia là phụ nữ nên không được hành nghề luật sư. Sáng hôm sau Lydia đến tham dự phiên tòa, thẩm phán đã trút bỏ tư cách luật sư của Lydia vì cho rằng phụ nữ không được tham gia vào công việc này, mà phải làm những công việc nội trợ theo thuần phong mỹ tục. Đứng trước sự bất công từ cỗ máy quyền lực khốn nạn, Lydia chỉ biết rơi nước mắt, bị mất công việc nên cô đành phải dọn đến nhà anh trai Angie. Lydia yêu cầu anh trai Angie giúp mình nhận bào chữa cho Bicho, còn cô sẽ điều tra mọi thứ có liên quan. Trước những lời lẽ đầy thuyết phục của Lydia, ông anh trai đã miễn cưỡng chấp nhận. Tuy nhiên việc Lydia chuyển sang đây ăn ké ở ké khiến cô chị dâu Marie không được thoải mái lắm, cho nên cô chị nói Lydia chỉ được ở đây một thời gian thôi. Sau bữa ăn, Lydia đến căn phòng mới của mình, tiện thể làm thêm một ly whisky trên bàn. Bất ngờ người đẹp lại thấy hình của người cha quá cố, người đẹp nhớ lại lúc nhỏ cô rất thích học luật nhưng lại bị ông bố chửi đánh cấm cản đến mức cực đoan. Đến đây cô liền ném ly rượu vào đầu ông già để trả đũa, bất ngờ một người đàn ông nằm bên dưới đã la hét hoảng loạn. Anh ta nói mình là Jacob, chị gái anh ta đã cưới con trai của ông già mà Lydia ném ly rượu vào đầu, nghe vậy Lydia điềm tĩnh đáp chị là con gái của ông kia. Điều này làm Jacob vô cùng phấn khích vì anh đã viết một bài báo về sự bất công khi Lydia bị tước thẻ luật sư. Tiếp đó Jacob dụ dỗ Lydia uống rượu nhưng bất thành, thế nên anh ta rủ cô đến tang lễ của Alay vào 10 giờ sáng mai. Như dự kiến, đúng 10 giờ sáng Lydia cùng Jacob đã đến tang lễ, cô chứng kiến tướng Valay đứng cạnh gia đình hầu tước Selemon để đưa tiễn con gái mình lần cuối. Tiếp đó Lydia đóng giả làm giáo viên của Alay đến gặp gia đình hầu tước. Ông bố Selebim khi nghe Alay trò chuyện đã tỏ vẻ rất thương tiếc Alay. Selebim nói rằng Alay đã yêu Selemon đến nỗi sẽ từ bỏ cả Alay sau khi kết hôn, nhưng rồi Alay đã bị giết ở nhà hát. Thậm chí mọi người còn phải phá cửa để tìm cô ấy. Nghe đến đây Lydia đã cảm thấy sai sai, vì nhà hát lấy chìa khóa chính mở cửa chứ không phải phá cửa như lời Selebim nói. Đúng lúc này Selebon quay xe gặp cô vũ công Valay làm chung với Alay, cả hai nói với nhau điều gì đó rồi rời đi nhanh chóng. Sau đó Lydia đến nhà hát tìm cô vũ công ban nãy, cô ấy có tên là Violet và được lên làm vũ công chính sau cái chết của Alay. Tuy nhiên sau một hồi trao đổi, Lydia nhận ra Violet không hề có lý do để giết Alay. Bởi vì Violet nghĩ rằng Alay sẽ phải nghỉ múa nếu cưới công tước xứ Selemon, Lydia cũng xác nhận được rằng Alay có tình cảm với Bicho. Đến chưa Lydia trở về nhà thì đọc được một mẫu báo của Jacob, đọc một đoạn người đẹp liền đến phòng chửi thanh niên báo thủ. Bất ngờ là Jacob lại đang tắm tiên chung với một cô gái bán hoa có tên Maya, nhưng Lydia cũng không ngán bố con đứa nào. Người đẹp chất vấn Jacob tại sao lại viết báo nói về bản thân cô trong khi không hề viết cái quần què gì cả. Nghe vậy Jacob liền giải thích là mình viết bài đó để bênh vực cô chứ không hề có ác ý. Lydia cũng cạn lời với thanh niên cơ hội này rồi rời đi đến chỗ anh trai.
Angie liền đưa chứng cứ của phía bên công tố viên mà tòa án gửi đến cho Lydia xem. Đó là những bức tranh khỏa thân mà Bicho đã vẽ cho Alay, thế nên cụ công tố viên kết luận Bicho là kẻ biến thái, từ chỗ có tâm lý biến thái dần dần chuyển sang giết người, có thể nói cụ công tố viên suy luận khôn vãi lần. Vì thấy công tố viên khôn như bò nên Lydia tiếp tục đến chỗ Bicho để tìm hiểu thêm thông tin, thì ra Alay cùng Bicho rất thân thiết nên cô ấy mới là mẫu cho Bicho vẽ tranh. Lydia tiếp tục hỏi về chức nhận đính hôn của Alay. Bicho cho biết Alay đã tháo nó ra kể từ khi quen anh. Rất nhanh người quản ngục bước vào thông báo đã hết giờ thăm phạm nhân. Ông ta cầm tờ báo và khuyên Lydia đừng nên đấu với cối xoay gió nữa. Đó cũng là tiêu đề nữ luật sư chiến đấu với cối xoay gió mà Jacob đã viết. Thế là Lydia nhanh chóng đến tòa soạn gặp thanh niên báo thủ. Đồng nghiệp của Jacob thấy Lydia quá xinh đẹp đã mở lời làm quen cô. Anh ta nói với Lydia rằng nếu Jacob bố láo bố toét thì anh ta sẽ giúp cô một tay. Lydia cảm ơn ý tốt của anh đồng nghiệp. Cô đến đây chỉ để hỏi địa chỉ nhà xe Lebim. Tiện thể Lydia kể cho Jacob nghe việc thẩm phán đã ra lệnh lấy dấu vân tay tại hiện trường, bởi vì cô biết thanh niên cơ hội Jacob sẽ cho nó lên báo sau khi cô rời đi. Một lát sau, Lydia đã đến nhà xe Lebim. Tại đây người đẹp chất vấn ông bố rằng có biết việc Alay đã hủy hôn ước với xe Lebon vài ngày trước khi chết không? Nghe vậy xe Lebim đã mời Lydia trở về gấp, người đẹp nhanh trí cầm ly rượu trên bàn và làm một hớp. Cô nói Bicho sẽ được thả vào sáng ngày mốt vì thẩm phán đã ra lệnh lấy dấu vân tay tại hiện trường, cho nên hung thủ thật sự sẽ sớm bị bắt mà thôi. Sáng hôm sau, bài báo của Jacob đã có mặt trên khắp đường phố Ý. Cho nên Lydia liền mua vé mời thẩm phán cùng anh trai đến nhà hát xem múa vào buổi tối. Thanh niên báo thủ cũng được người đẹp lôi theo. Anh ta hết sức bất mãn vì Lydia đã đưa tin giả cho mình, nhưng người đẹp hững hờ đáp là do anh ta láo nháo mà thôi. Tiếp đó Angie đến phòng gặp Lydia, thấy Jacob cũng có mặt ở đây khiến Angie cạn lời vì bài báo tào lao lúc sáng. Còn Lydia thì nhờ ông anh trai dẫn thẩm phán đến phòng kho tìm thấy xác Alay sau lúc giải lao. Rất có thể hung thủ sẽ đến đó để xóa dấu vân tay vì tin vào tờ báo lá cải của Jacob. Sau đó Lydia cùng Jacob đến sình trước phòng kho để đợi hung thủ đến. Trong thời gian chờ đợi, một nam một nữ cá với nhau rằng nếu hung thủ đến thì Lydia sẽ mời Jacob uống rượu. Còn nếu Jacob thua sẽ mời người đẹp đi ăn tối, ôi định mệnh cũng như nhau mà. Mãi lát sau cũng có người đến, ông ta dùng chìa khóa để mở cửa nhà kho ra, khi người đàn ông mở cửa thành công thì Lydia đã bước ra. Người đàn ông đó chính là xe Lebim và bị Lydia tố cáo rằng đã giết Alay. Chính xe Lebim đã đến đây vào tối ngày 2 tháng 11. Khi không thuyết phục được Alay tiếp tục hôn ước với con trai, xe Lebim đã bóp cổ Alay tới chết. Sau đó ông ta đã khóa cửa và cầm chìa khóa rời đi. Thế nên ngày hôm qua tại tang lễ, xe Lebim đã cho rằng nhà hát đã phải phá cửa. Đúng lúc này Angie cùng thẩm phán đã xuất hiện. Thẩm phán giận dữ hỏi tại sao xe Lebim lại có chìa khóa phòng kho. Mà thôi để ra tòa rồi giải thích, thế là xe Lebim bị bắt vì tội giết Alay. Ngày hôm sau, Bicho đã được thả ra, còn Angie được chiến thắng rất mát dạ nên đã đồng ý cho Lydia ở lại làm trợ lý cho mình đến khi tìm được việc làm. Đến tối, Lydia đến quán rượu mà Jacob đã hẹn vì thua độ. Tuy nhiên khi đến nơi, Lydia được một cậu bé đưa bức thư của Jacob. Anh ta nói mình bận việc ở tòa soạn nên không đến được. Thật ra Jacob đã đến một nhà kho bỏ hoang để gặp lại tình cũ Ozawa. Còn Lydia bị trợ leo cây nên tiện thể vào quán rượu làm vài ly cho ấm bụng. Cô cũng tranh thủ thời gian viết đơn kháng cáo về quyết định tước thẻ luật sư của tòa án. Cùng lúc đó, một người phụ nữ lái xe ngựa ở bờ sông đã bị hai cảnh sát đuổi theo. Sau khi bị cảnh sát khống chế thì họ đã phát hiện xác của một người phụ nữ khác trong xe ngựa. Thế là anh chị của nghi phạm đã tìm đến Angie để bào chữa. Nhưng Angie đã đi vắng nên Lydia liều mạng nhận vụ này. Sau đó cô đến nhà tù gặp thân chủ. Cô ấy có tên là The Boy. Tại đây Lydia biết được nạn nhân có tên Diễm My và là vợ của ông chủ nhà máy sản xuất sô-cô-la. Tuy nhiên The Boy cùng Diễm My đã yêu nhau và thường xuyên đá bánh kép cùng nhau, cho nên hai người hay hẹn nhau ở nhà in gần bờ sông vào mỗi tối. Nhưng tối hôm đó Diễm My đã không đến. Nửa tiếng sau The Boy quay trở lại xe ngựa thì thấy Diễm My đang nằm thoi thóp trên xe, cho nên cô mới tức tốc đưa Diễm My đến bệnh viện. Trùng hợp là cảnh sát lại xuất hiện ngay lúc đó. Đến đây Lydia hỏi The Boy có gì chứng minh cả hai yêu nhau không. The Boy đáp tất cả thư tình hay quà đều được Diễm My giữ lại tại văn phòng. Tiếp đó Lydia đến nhà xác để kiểm tra xác của Diễm My. Cô ấy bị đâm rất nhiều vết dao mỏng vào bụng dẫn đến mất máu và tử vong. Tối hôm đó, Lydia cùng Jacob đột nhập vào văn phòng của Diễm My để tìm kiếm bằng chứng. Tại đây Lydia thấy rất nhiều thư tình The Boy cùng Diễm My viết cho nhau. Jacob cũng tìm thấy một con dao mỏng và xác giống hung khí đâm Diễm My. Tất cả đồ đạc ở đây đều phủ đầy bụi nhưng con dao lại rất mới. Chưa kể Lydia còn tìm ra được một bức thư xa thành người con nuôi mà chồng Diễm My đã viết. Sau đó Lydia rời đi và nói Jacob nên về nhà trước. Jacob nghĩ Lydia đang giận mình nên đã đi theo cô. Khi đến khách sạn thì Lydia muốn Jacob trở về nhà. Jacob nghĩ Lydia thích mình nên giả vờ để anh đi theo đến đây. Thanh niên báo thủ cảm thấy rất đắc ý thì bạn trai của Lydia là Andrew đã xuất hiện. Thế là Andrew dẫn Lydia đi nướng khoai. Còn Jacob thì cay vãi đái.
Tối hôm đó, Lydia cùng Andrew chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ. Sau đó Andrew khuyên Lydia nên đến New York, vì tại đó anh có một cô em gái được tự do hành nghề luật sư. Lydia cũng không bận tâm lắm là phải đến Mỹ, vì cô đã làm đơn kháng cáo. Trong lúc chém gió thì Lydia nhận ra điều bất ổn trong bức thư của Diễm My. Sáng hôm sau, người đẹp cùng anh trai đến nhà Diễm My để thử vận may. Bước vào trong, cô gặp ông chú đầu hói là chồng của Diễm My, ngồi giữa là con trai nuôi Sơn đầu Moi, và còn lại là con ghẻ bằng tuổi Diễm My, Jason. Lydia nói với ông chú đầu hói rằng cô có chứng cứ kẻ đã giết Diễm My. Đó là bức thư sa thải do Diễm My viết để đuổi cổ Sơn đầu Moi ra khỏi nhà máy. Ông chú đầu hói khi thấy thư liền xác nhận đây là chữ viết của Diễm My đã giả chữ ký của mình. Ông hỏi Sơn đầu Moi tại sao lại bị Diễm My sa thải. Không ngờ Sơn đầu Moi lại nói lố rằng mình sẽ không giết người vì bị sa thải. Thấy thế Lydia liền chất vấn Sơn đầu Moi rằng anh ta đã giết Diễm My vì thuần phong mỹ tục. Cụ thể Sơn đầu Moi biết chuyện Diễm My cùng giờ bao đá bánh kép cùng nhau. Đến đây Sơn đầu Moi nhận ra mình đã lỡ lời. Anh ta thú nhận mình đã giết Diễm My là để bảo vệ danh dự cho bố nuôi. Thế là Lydia đã phá được một vụ án nữa. Nhưng tên công tố viên lại cay cú yêu cầu quận trưởng cấm Lydia đến tòa án với bất cứ tư cách nào. Vì đám này nâng bi cho nhau nên quận trưởng đã ký xác lệnh khốn nạn đó. Sáng hôm sau, Victor như người vô hồn đến tìm Angie, đó là em trai của Abes, người mà bố của Lydia đã ép cô phải cưới khiến cô bỏ nhà ra đi. Victor đến đây nhờ Angie giúp vì anh ta đã giết bố của mình. Rất nhanh Angie đã đến hiện trường cùng phía cảnh sát. Tối hôm qua Victor đã hút nên thần trí không tỉnh táo. Khi tỉnh dậy thì anh đã nằm bên cạnh thi thể đẫm máu của bố mình. Vì không có dấu hiệu đột nhập nên công tố viên kết luận Victor đã giết bố mình vì không còn ai ở nhà cả. Một lát sau Lydia cùng Jacob đã đến nhà Victor. Thật ra đó cũng là căn nhà cũ của người đẹp. Lydia lập tức đến hiện trường để điều tra. Ngoài vết máu ra người đẹp còn phát hiện một vết kéo dài trên nền nhà. Đi theo dấu vết thì nó dẫn đến phòng của David. Cho nên Lydia suy luận rất có thể David trong cơn phê đã bị kéo sang phòng của cha mình. Nhưng David khá nặng nên người ra tay chỉ có thể là đàn ông. Sau đó Lydia trở về nhà thông báo những thứ này cho anh trai biết. Cô còn lập luận nếu Victor giết bố mình thì tại sao lại có rất ít máu trên người. Tuy nhiên nhiều đây chưa đủ để chứng minh Victor vô tội nên Angie không muốn điều tra thêm. Đến đây Lydia hỏi tại sao cha lại bán căn nhà cho gia đình Victor. Angie đáp cha đã làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà. Chưa kể lúc đó Lydia đã bỏ nhà đi thì giờ hỏi làm gì. Thế là Lydia trở về phòng và tìm thêm cách để giúp Victor. Cô đã quen anh ta từ nhỏ nên tin tưởng chắc chắn rằng Victor không phải là kẻ giết người. Một lát sau Andrew gửi đến cho Lydia một món quà, đó là một chiếc bình cổ. Sáng hôm sau, Lydia cầm cái bình cổ đến đổi một chiếc xe đạp ở tiệm cầm đồ. Tiếp đó Lydia lái con siêu xe mới mua đến nhà anh trai của Victor là Abed để tìm thêm thông tin hữu ích. Abed nói mình đã đến quận Nai vào hôm đó để thăm nhà máy sản xuất và vừa trở về. Abed cũng không tin là Victor đã giết cha, nhưng Victor cùng cha rất hay cãi nhau vì Victor nghiện hút. Chưa kể trong cơn nghiện anh cũng không biết Victor có thể làm ra điều điên rồ gì. Không có thông tin hữu ích nên Lydia rủ Jacob quay trở lại hiện trường để điều tra. Sau một hồi lục lọi trong phòng sách, Jacob phát hiện có một vết máu trên kệ sách. Chắc chắn máu không thể văng lên đây nên Lydia đã kéo cuốn sách đó ra kiểm tra. Bất ngờ một căn phòng bí mật được mở ra. Lydia tiến vào trong thì phát hiện rất nhiều kỷ vật của cha cô vẫn còn ở đây. Sau một hồi tìm kiếm, Lydia đã đọc được một bức thư khiến cô khá đau lòng. Jacob cũng đọc thư và tỏ vẻ động viên Lydia. Tiếp đó cả hai nhìn thấy một tổ thuốc lá dưới sàn. Jacob lấy bọc đựng thuốc lá lên ngửi thì nhận ra nó còn rất tươi. Lydia cũng phát hiện bọc thuốc lá lại là một vé tàu lửa. Cô tức tốc trở về nhà đưa nó cho anh trai xem. Nhưng về đến nhà thì cô cháu gái báo tin Angie đã đến nhà tù thăm Victor tự tử bất thành. Một lát sau Lydia đến chỗ anh trai. Victor vì nghĩ mình đã giết cha trong cơn mê nên đã treo cổ để đền tội. May mắn là quần ngục đã phát hiện kịp thời nên anh ta chỉ ngất đi. Lydia biết thế liền kể lại cho Angie nghe về căn phòng bí mật của cha và vé tàu từ Colette trở về Tuzin trùng với ngày xảy ra án mạng. Điều này chứng tỏ Abed không hề đến quận Nai như đã nói. Anh ta giữa đường đã dừng lại tại Colette và mua vé tàu trở về Tuzin để gây án. Abed biết căn phòng bí mật nên đã lẻn vào đó lúc mọi người không để ý. Khi mọi người ngủ, Abed đã ra ngoài giết cha, sau đó kéo Victor đang phê thuốc đến hiện trường và đặt con dao vào tay anh ta. Thế là Angie cùng Lydia tức tốc đến chỗ thẩm phán. Lydia đặt câu hỏi tại sao Abed chỉ đưa vé đi Nai mà lại báo mất vé từ Nai trở về Tuzin, bởi vì Abed không hề đến Nai mà dừng lại ở Colette. Angie tiếp tục cho thẩm phán xem bản vẽ ngôi nhà và chỉ ra căn phòng bí mật Abed đã ẩn nấp. Đứng trước bằng chứng xác thực, Abed rất nhanh đã vào tù thay thế cho em trai. Sau đó Angie trở về nhà với lời thú tội của Abed. Anh ta giết cha và đổ tội cho Victor là để chiếm tài sản vì bị ông bố Ado từ chối cho thêm tiền. Đến đây Lydia hỏi Angie rằng có biết việc ông bố trời đánh của cô nợ tiền cờ bạc Ado hay không, khoản nợ đó rất lớn khiến ông bố trời đánh phải bán cả nhà. Angie nghe vậy thì không hề biết gì cả, anh chỉ nghĩ bố mình làm ăn thua lỗ nên mới đến đường đó. Lydia tiếp tục nói cho Angie về bức thư cô đã đọc, Ado đã gửi thư yêu cầu ông bố trời đánh gả con gái cho Abed thì sẽ được miễn nợ.
Vì bị ông bố trời đánh ép cưới Abed nên Lydia đã bỏ nhà ra đi. Angie cầm bức thư đó lên kiểm tra và hết lời xin lỗi Lydia. Lúc đó anh chỉ nghĩ ông bố trời đánh muốn tốt cho em gái nên mới bắt cô cưới chồng. Nhưng việc này chẳng khác nào mua bán người. Angie cam đoan nếu anh biết chuyện này thì anh đã cản nó lại. Lydia biết rõ ông anh của mình nên không hề nghi ngờ gì cả. Giờ phút này hai anh em đã hiểu nhau hơn. Angie hứa sẽ giúp Lydia lấy lại thẻ luật sư vì cô xứng đáng với nó. Tối hôm đó, Lydia đến gặp Andrew để gửi lời cảm ơn. Cô hẹn Andrew thứ sáu sẽ gặp nhau để nướng khoai rồi rời đi. Trên đường về, Lydia bắt gặp Jacob đang lén lút làm điều gì đó. Cô liền bám theo sau Jacob đến một nông trại bỏ hoang. Jacob tiến vào trong và ôm hôn một cô gái thắm thiết. Sau đó Lydia trở về nhà để xem lại đơn kháng cáo của mình. Cô không giỏi văn lắm nên muốn thay đổi văn phòng để thẩm phán có thể lắng nghe hơn. Một lát sau, Jacob cũng trở về nhà và đến chúc Lydia ngủ ngon. Tiện thể đây, Lydia nhờ Jacob xem lại đơn kháng cáo của mình, vì anh ta là nhà báo sẽ dùng lời lẽ hay hơn cô. Thế là Jacob liền đến giúp Lydia một tay, nhưng một nam một nữ ở trong căn phòng tối như thế này là không ổn, cả hai nhanh chóng hôn nhau. Sau đó Jacob đã ăn bánh kép của Lydia, rồi hai người vào trong phòng làm chuyện 9x2, cộng, bạn nào muốn xem Lydia làm gì thì vào đầu tập 1 cùng phút 30 của tập 4 xem nhé. Sau khi chiến đấu xong, Lydia hỏi Jacob cô gái ở trang trại bỏ hoang là ai. Jacob nói đó chỉ là gái qua đường, nhưng Lydia đâu có ngu. Nếu là gái bán hoa thì Jacob đã dẫn về nhà luôn chứ việc gì phải lén lút, cho nên Lydia tiễn xong Jacob về phòng luôn, đừng có nhờn với bà. Sáng hôm sau, Lydia đến phiên tòa xét xử một nữ tiến sĩ do Angie bào chữa. Cô ấy bị công tố viên cáo buộc giết giáo sư Noh, nhưng toàn bộ nhân chứng tại hiện trường đều khai lại rằng nữ tiến sĩ không hề có mặt tại trường vào ngày mà giáo sư Noh chết. Sở dĩ cảnh sát bắt nữ tiến sĩ là do người canh gác hay say rượu nên đã khai nhầm rằng nữ tiến sĩ đến trường học vào ngày hôm đó. Đứng trước những bằng chứng thuyết phục này, Angie đã nhanh chóng gỡ tội được cho nữ tiến sĩ. Bất ngờ thay, nữ tiến sĩ lại tố cáo giáo sư Noh đã thí nghiệm lên mẹ của cô khiến bà chết đi, và đã có rất nhiều phụ nữ bán hoa giống mẹ cô bị giáo sư sát hại, cho nên nữ tiến sĩ tuyên bố mình sẽ nhận tội giết giáo sư nếu tòa án điều tra về các đồng phạm của tên giáo sư khốn nạn. Tối hôm đó, khi Lydia sửa đơn kháng cáo thì phát hiện Jacob đang chôn thứ gì đó sau nhà. Lydia liền lèn ra sau đào chỗ đó lên khi Jacob rời đi. Vật Jacob chôn là một túi ni lông chứa 3 khẩu súng. Bên trong còn kèm theo sợi dây chuyền có hình cô gái mà Jacob đã gặp ở nhà hoang. Cùng lúc này, cô đồng hương đầu đèo đang xem bói tại một buổi tiệc cao cấp, bà ta đập tay bổ nát cái bàn làm điện tắt. Đến đây một âm thanh kỳ lạ vang lên, nó gọi thẳng tên Achilles là một người giàu có trong bữa tiệc rằng ông ta sẽ phải trả giá. Sáng hôm sau, nữ tiến sĩ cho người gọi Lydia đến nhà tù. Bạn chung phòng của nữ tiến sĩ là Thỏ Ngọc vừa bị bắt tức thì vì tội giết Achilles. Nhưng Thỏ Ngọc chỉ dụ Achilles đến nhà nghỉ xúc bình xăng, tiếp đó cô đã bỏ một ít rượu cấm vào đồ uống khiến Achilles ngủ say. Thế là Thỏ Ngọc mượn toàn bộ tài sản trên người Achilles về nhà. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy tài sản của Achilles tại nhà Thỏ Ngọc. Thế là công tố viên kết luận Achilles đã bị cô giết. Biết tên công tố viên có năng lực bắt oan người vô tội, Lydia liền trở về nhà nhờ anh trai nhận bào chữa cho Thỏ Ngọc. Sau đó cô đến bệnh viện tâm thần gặp chị vợ của Achilles. Bà ta tên là Sakuza và bị bắt vào đây 2 năm trước vì cố giết Achilles nhiều lần. Bất ngờ là Sakuza bị nhốt trong bệnh viện lại biết Achilles đã chết. Bà ta nói mình đã lẻn ra ngoài vào mỗi tối để theo dõi Achilles rồi giữ ông ta. Nhưng bà này rõ bị bắt nên Lydia không hề tin chút nào. Tuy nhiên Sakuza đính chính lại là mình đã theo dõi Achilles và biết kẻ đã giết ông ta. Nói đến đây Sakuza đã bị gọi đi uống thuốc. Tối hôm đó Lydia cùng Andrew đến bữa tiệc mà Achilles đã tham dự. Chủ tiệc là Buffalo dường như rất giàu có nên tổ chức ăn chơi suốt tuần. Tại đây Lydia hỏi thăm Buffalo về Achilles vì biết cả hai là đối tác lớn của nhau. Buffalo nói mình gặp rắc rối lớn khi Achilles chết. Tuy nhiên Buffalo vẫn tiết lộ Achilles là kẻ giàu có thượng đẳng luôn xem thường người khác. Một lát sau, Lydia cùng Andrew trở về. Anh chàng đập chai báo cho Lydia rằng vài đồng hôm trước là hương đầu đèo đã gọi ra một linh hồn đe dọa Achilles. Achilles còn biết thêm một chuyện là vào 3 năm trước, bà đồng hương đầu đèo đã lừa một người mẹ già nghèo khổ 60 triệu để làm lễ giúp người con trai sống thêm 3 năm. Tuy nhiên làm lễ xong 3 ngày thì người con trai đã mất, biết ba trò mê tín dị đoan này chỉ là lừa đảo. Sáng hôm sau Lydia liền đến chỗ bà đồng hương đầu đèo, thấy Lydia, bà đồng liền lấy lá bài ra xem bói. Lydia liền nói mình không đến đây để xem bói. Cô đánh phủ đầu rằng bà đồng đã cấu kết với Buffalo để hù dọa Achilles. Bởi vì Buffalo muốn Achilles chia đều phần lợi nhuận với mình, nhưng Achilles không hề tin ba trò mê tín dị đoan này, vì vậy Buffalo đã xuống tay giết Achilles vào đêm đó. Đến đây cô đồng hương đầu đèo đã tái xanh mặt và hỏi dựa vào đâu mà Lydia cho rằng Buffalo giết Achilles. Lydia đơn giản trả lời Sakuza là chị vợ Achilles đã đi theo ông ta vào tối hôm đó và chứng kiến Achilles ra tay. Nghe vậy hương đầu đèo vẫn gượng cười rồi đuổi Lydia về. Khi Lydia rời đi thì cô đồng cũng giọt lẹ. Cùng lúc này Jacob đến nhà thổ để nướng khoai với Maya, nhưng chưa kịp nướng khoai thì Jacob lại nghĩ về hình bóng của Lydia, thế là anh ta liền quay xe ra về.
Khi Jacob rời đi thì phía sau Lydia phát ra một tiếng động khiến cô thoáng chốc giật mình. Một lát sau Lydia trở về nhà và nhờ ông anh nộp đơn kháng cáo giúp cô. Đến chiều, ba Fulo tìm đến bệnh viện tâm thần gặp Sakuza. Ông ta hỏi xem Sakuza có nhận ra mình không thì bà ta đứng dậy rời đi. Ba Fulo liền lặng lẽ đi theo bà cô tâm thần. Nhưng bám theo đến dãy hành lang thì ba Fulo đã mất dấu. Ông ta nghe tiếng động căn phòng cạnh bên và tiến vào thì bắt gặp Lydia đã đợi sẵn. Đến đây ba Fulo khen Lydia vì đã dụ được mình vào trong, còn Lydia thì cáo buộc ba Fulo đã nhờ cô đồng hương đe dọa Achilles. Tuy nhiên Achilles không sợ nên ba Fulo đã ra tay sát hại trong lúc Achilles ngủ say. Nghe vậy ba Fulo cười và hỏi ai sẽ tin Lydia. Người đẹp hững hờ đáp không cần ai tin cả, vì Lydia sẽ không tiết lộ điều này với một số tiền hợp lý. Nghe thấy điều này, ba Fulo tỏ ra rất vui mừng, ông ta khen Lydia là người sáng suốt. Bất ngờ ba Fulo rút dao ra để bịt đầu mối, nhưng Lydia võ công cao đã chụp lại được con dao. Anh trai cô cũng dẫn lính vào ngay lập tức, thế là một kẻ giết người nữa đã bị bắt. Tối hôm đó, Lydia về nhà ngẫm lại nhân sinh thì Jacob tìm đến. Anh ta xin lỗi vì đã giấu cô chuyện hôm trước, Jacob còn nói anh ta đã chót yêu Lydia rồi nên không muốn mất cô. Thế nên Jacob kể hết mọi việc rằng bạn gái cũ của anh có tên Naiko, cả hai đã chia tay nhau, sau đó Jacob về Tujin sinh sống để quên đi Naiko. Nhưng Naiko là một người vô chính phủ, cô ấy đã trốn đến Tujin nhờ Jacob giúp đỡ bán đi số súng hôm trước để có tiền sang Uruguay. Jacob thề đây là lần cuối anh nói dối Lydia, cứ thế cả hai hôn nhau đắm đuối. Đang sắp làm chuyện ấy thì người hầu đến gọi Jacob có việc gấp. Thanh niên báo thủ chậm rãi đi xuống thì gặp ngay hai chú cảnh sát, họ cáo buộc Jacob đã giết người và bắt anh đi. Một lát sau, Jacob được cụ công tố viên yêu cầu nhận tội. Nghe vậy Jacob hỏi mình đã giết ai mà sao anh còn không biết. Cụ công tố viên nói đó chính là Maya. Tất cả mọi người ở nhà thổ đều khai Jacob là người gặp cô ấy lúc cuối cùng. Điều này quả thực quá nực cười, vì Jacob chỉ gặp Nai cô có 5 phút rồi bỏ về. Biết siêu năng lực của cụ công tố viên là bắt oan người, Lydia liền đến hiện trường để kiểm tra. Tại đây cô nhận thấy cửa thoát hiểm phòng Lydia có dấu hiệu bị xâm phạm. Bà chủ nhà thổ nói Maya rất dễ gần nên không có khách hàng nào xích mích với cô ấy cả. Nhưng Maya thường ra ngoài bán hoa vào thứ tư mỗi tuần ở công viên nên bà chủ không biết bên ngoài Maya có xích mích với ai không. Tức đó Lydia đến nhà xác để kiểm tra thi thể. Tên xác nhân đã cắt cổ mặc dù Maya chống cự quyết liệt. Trên cổ tay phải của Maya còn có vết xóa hình xăm, dường như Maya muốn che giấu thứ gì đó. Chưa tìm được manh mối nào hữu ích nên tối hôm đó Lydia hẹn gặp Andrew để tâm sự. Nghe cách Lydia nói về Jacob, Andrew hỏi có phải cô thích Jacob hay không. Đương nhiên là Lydia chối rồi. Andrew nói mình sắp đi New York và muốn Lydia theo mình. Anh đã chuẩn bị sẵn cho người đẹp một vé tàu và nói, nếu Lydia thắng kiện thì hãy xé vé tàu, còn nếu thua kiện thì nên đi với anh đến nơi tự do. Lydia mỉm cười nói chắc chắn cô sẽ thắng kiện và hỏi ngược lại Andrew rằng anh có yêu cô hay không. Andrew đáp đó là điều đương nhiên, sở dĩ anh rủ cô đến Mỹ không phải vì mình mà chính là vì cô, tội nghiệp thanh niên đập trai đã bị cắm sừng mà không biết. Còn Lydia thì khẳng định mình sẽ không đi Mỹ mà hôn tạm biệt Andrew. Sau đó Lydia đến công viên để điều tra. Tại đây Lydia bắt gặp một cô gái quen biết Maya. Cô ấy cho Lydia biết ở đây họ hay bán hoa cho lính vào thứ tư vì lính rất sộp. Đặc biệt Maya luôn được tướng quân gọi đi làm chuyện ấy. Đúng lúc này một xe lính đến chở các cô gái đi thác loạn. Lydia cũng liều mạng lên xe để đi tìm hiểu. Chiếc xe nhanh chóng chở mọi người về doanh trại. Các binh lính cùng sĩ quan sẽ tổ chức tiệc tại đây vào thứ tư mỗi tuần. Rất nhanh Lydia đã được anh trai có chồng dâu dê để ý. Thế là Lydia rủ anh ta đến nơi kín đáo để làm chuyện ấy. Khi tên lính nghĩ sắp rơi được Lydia thì bị cô đá về trứng cút ngất xỉu. Tiếp đó Lydia đi đến phòng tướng quân để điều tra. Bất ngờ đó lại là tướng Valai, cha của Alai tội nghiệp. Vị tướng quân cảm ơn vì Lydia đã tìm ra hung thủ giết con gái mình, cho nên ông tiết lộ cho Lydia biết sự thật rằng Maya làm tình báo cho mình. Đối tượng chính là Jacob. Trong thời gian ở Pháp anh ta đã tham gia phe vô chính phủ ở đó. Ông bắt đầu theo dõi Jacob khi Maya báo cáo Jacob gặp một người vô chính phủ. Sáng hôm sau Lydia dẫn theo anh trai đến gặp Jacob. Lydia tiết lộ Maya chính là gián điệp và yêu cầu Jacob phải tiết lộ mọi việc. Jacob tường thuật lại rằng mình chỉ đến phòng Maya 5 phút rồi bỏ về ngay. Còn năm xưa anh tham gia phe vô chính phủ cùng Naiko là phe làm cách mạng trong hòa bình. Tuy nhiên một thời gian sau Lois cũng tham gia, hắn ta có cái mõ rất chém chẽm và muốn làm cách mạng bạo lực nên đã thuyết phục được Naiko. Sau khi Naiko trốn đi cùng Lois thì Jacob cũng về Tujin, rồi một hôm Jacob đã đọc được tin Naiko cùng Lois đã bị bắt. Sau đó họ lại bỏ trốn đến Tujin nhờ giúp đỡ và Jacob đã bắn súng, giúp họ làm giả danh tính đến Uruguay. Đến đây NG chửi Jacob óc chó, nếu công tố viên biết chuyện này thì Jacob sẽ bị tử hình. Nói chung NG cũng đã cạn lời, anh nói sẽ đến yêu cầu thẩm phán đánh giá cửa sổ phòng Maya rồi rời đi. Còn Lydia ở lại hỏi Naiko cùng Lois ở đâu. Jacob nói họ đang ở một căn nhà bỏ hoang trên phố Nguyễn Huệ, anh đã bị bắt nên chưa đưa được tiền cho họ và chỉ dẫn lên tàu. Nghe vậy Lydia nói sẽ giúp họ tiếp theo, nếu Naiko cùng Lois bị bắt thì Jacob chỉ có đường lên bàn thờ.
Thấy thế Gia Cúc lập tức phản đối vì không muốn Lydia rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên Lydia không thể nào bỏ mặc đồng đội được. Thế là cô ấy tìm đến căn nhà hoang chỉ dẫn cho Naiko cùng Lois rời đi. Khi đến nơi thì Lois đã kể dao lên cổ Lydia. Naiko cũng đi ra, nhận ra đó là Lydia qua lời kể của Gia Cúc nên Naiko cho thả Lydia ra. Thì ra Naiko đã cảm thấy ghen khi Gia Cúc kể rất nhiều về Lydia. Còn Lydia đưa tiền cùng chỉ dẫn đến xe lửa đi Uzu quay vào 10 giờ sáng mai, hãy đưa tiền cho người soát vé là xong. Sau đó Lydia bắt tay tạm biệt thì phát hiện trên tay phải của Naiko cùng Lois đều có hình xăm ở cổ tay. Trước khi đi Naiko nói mình rất yêu Jacob nên mong Lydia hãy cứu anh ấy. Nhận thấy hình xăm ở cổ tay của Naiko cùng Jacob giống vị trí trên tay Maya, Lydia liền đi cửa thoát hiểm đột nhập vào phòng Maya. Sau một hồi tìm kiếm Lydia thấy một vết mòn trên tấm thảm. Người đẹp liền kéo chiếc tủ ngay đó ra thì phát hiện nó có một ngăn bí mật ở sau. Bên trong cô tìm được một bức thư của chính phủ Pháp cho phép Naiko rời Paris để đảm bảo an toàn. Trong đó còn có một tấm hình chụp nhóm cách mạng bạo lực do Lois cầm đầu. Lydia liền mang chúng đến cho anh trai vào buổi sáng. Naiko đã phản bội, tố cáo nhóm cách mạng của Lois khiến họ bị bắt. Sau đó cô ta đến Pháp làm gái bán hoa thì bắt kèo với tướng Valet làm gián điệp. Trong thời gian Jacob giúp Naiko cùng Lois chuẩn bị mọi thứ đến Uzu quay thì Lois đã phát hiện ra Naiko, thế là Lois đã ra tay trả thù, còn Jacob dấu nhỏ đã ở đó không đúng lúc, thế là hai anh em chạy tụt quần ra bến tàu. Vì chuyến tàu khởi hành sớm hơn dự kiến nên Lydia giật súng của anh trai rồi đu lên tàu lửa. Khi đi qua toa cuối thì Lydia bắt gặp Naiko cùng Lois ở khoang tiếp theo. Lydia chỉa súng chất vấn cả hai đã giết Maya và bỏ mặc Jacob chịu tội. Naiko đáp Maya xứng đáng với cái chết vì đã bán đứng đồng đội. Lois tranh thủ lúc Lydia mất tập trung đã tấn công Lydia, Maya thấy thế đã hết sức kéo Lois lại. Nhưng hắn ta đã quyết bịt đầu mối, Lydia cũng lập tức đập đầu Lois rồi lao đến lấy súng. Tên khốn nạn đã quyết tâm giết Lydia nên nhanh chóng kéo cô ra, may mắn có Maya ngăn cản làm Lois phân tâm mà tự rơi xuống tàu. Đến đây Lydia thuyết phục Naiko nếu yêu Jacob thì hãy thú nhận mọi chuyện với thẩm phán để minh oan cho anh ấy. Thế là Naiko chấp nhận chịu tội giúp Jacob được thả ra. Cặp tình nhân cũ cứ vậy bước qua đời nhau trong ánh mắt thẫn thờ. Sau đó báo thủ Jacob đã được đoàn tụ bên gia đình. Ông anh em Di khuyên Jacob bớt báo lại cho gia đình được yên. Ngày hôm sau, phiên tòa về việc Lydia kháng cáo cũng đã diễn ra ở tòa án tối cao. Đám thẩm phán này quen biết nhau, chuyên nâng bi và thẩm du tinh thần cho nhau, nên chúng đã thẳng thừng bác bỏ đơn kháng cáo của Lydia. Phiên tòa này được rất nhiều báo chí cùng đông đảo phụ nữ trên toàn nước Ý quan tâm. Quả thật đây là nỗi ô nhục của cả bộ máy chính quyền khốn nạn khi chống lại một người phụ nữ nhỏ bé. Tối hôm đó, Lydia đã để lại thư từ biệt và dọn hành lý lên đường đến New York cùng Andrew. Bất ngờ khi ra ngoài cổng lại có rất nhiều phụ nữ đã đợi sẵn cổ vũ Lydia. Dù thua kiện nhưng Lydia đã mở ra con đường đấu tranh cho sự bình đẳng. Lydia cảm thấy rất vui khi có nhiều người hiểu được lý do cô chiến đấu. Bất ngờ hơn là phía cuối đoàn người, MG cùng Jacob đứng đợi sẵn. Thì ra Jacob đã đoán được ý đồ của Lydia từ trước nên tổ chức buổi chia tay này. Lydia thấm nghẹn nước mắt và ôm anh trai vào lòng. Đúng lúc này Andrew đi xe ngựa đến nơi, Lydia tiến đến bên anh chàng đập chai và tạm biệt mọi người. Hy vọng Lydia không cắm thêm cho Andrew cái sừng nào khi đến Mỹ. Hết phần một nhé mọi người. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.